Dạ, thấy gì không cả nhà? Tung 87 nè cả nhà. Mà lộn đài sao bạn? Buồn cho số phận thì chứ. Của mình bánh tay qua Vũng Tàu nằm mà. Dạ, thấy không? Sổ thiệt tình thì chứ. Đặc biệt, không có, rồi con 187 rồi, không có con nào nữa. Mình chỉ số của mình à, mua bánh tay 87 không có luôn. Sao đọc không? Mà nó nằm về à, nó nằm về Vũng Tàu tôi có nhà thấy không? Tức thiệt luôn. Ôi ơi, số phận thật chứ. Tung số này tung mà không được ăn nè cả nhà. Không? Ờ, cho chị thấy số đầu thôi. Ờ. 187. Bến Tre. Nó qua Vũng Tàu nào. Mà thật ra là con 87 nó thuận đài Vũng Tàu hơn. Đại ca lực cho con 87 là cũng rất là hay luôn. Là rất là hay luôn. Mà là mình cũng biết là con 87 thế nào. Mình nói túng rồi đó cả nhà. Ai giờ mình nhìn lại chỉ số của mình là bên tè. Đau cả nhà. Mình nói túng rồi. Nói rồi túng được con 87 mừng quá. Ai giờ nhìn lại bên tè thì cũng như không luôn. Của mình bên tè nó vô Vũng Tàu. Độc thiệt. Độc ơi là độc. Thôi video ngắn cả nhà. Buồn như đây không có thôi chứ giờ sao giờ rồi cả nhà.